Please stand clear of the radio ones. That's a big pizza. Please stand clear of the radio ones. Number two is number two, Chris? Yeah. I'll take it. Pizza, yeah. How much was the pizza? $16. That's pretty good. Taco, one. That mango is better. I thought you were sure. You going to one or two? This one? No, it's one. One. Make one, hey, two. Để xe ngay đây. Costco như vậy thành công quá bà con ơi, thành công quá đi, nó bán đồ quá rẻ đi. Nhưng mà mặc dù vậy coi như mình mấy chục năm rồi mình bây giờ mới trở lại đó, bây giờ mới trở lại coi. Tại vì cái này là cái họ mở cái đầu tiên mà mình phải lái xe ở từ miền quê tới đây thì nó không có đáng. Bây giờ mình gọi là thành phố rồi, tụi bay để coi như mình có thể mình ghé qua đây mình mua nên dễ dàng. Mình thích nhất là cái cặp hạt, dù nó Costco nó nằm bên Úc hay bên Mỹ vậy. Cái phần đậu xe của nó rất là rộng, mình có thể nổi ha. Nó làm cái xe. Oh, what's wrong? I'm watching. Not that you.
cái chỗ đậu xe nó có khoảng trống này thì mình đậu thì nó đỡ lắm bà con. Đừng kéo cái gì. The lifts the entrance, the lifts. And a little bit the left hand. On the left hand? Yeah, the good church and left hand. Yeah. Oh, okay, thank you. Yeah. Okay, rồi giờ mình bỏ đồ lên xe. Rồi, I thích cái video mình cho mình cái subscribe bà con ha. Coi như tụi nó bị tới đâu thành công tới đó. Rồi, bye bye nha.